Xin chào quý vị và các bạn. Đến với vụ án bưu điện cầu voi hôm nay, Dĩnh TTC xin gửi đến quý vị và các bạn cuộc tọa đàm của các chú cựu chiến binh gồm giảng viên Đại học Hoàng Anh Kim, chú cựu chiến binh Hà Huy Hoàng, chú Đỗ Hoàng Long, chú Việt Hùng, chú Mì Chấn Phong và chú Lâm Thanh Bình. Nội dung buổi tọa đàm hôm nay như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dạ các chú ơi, con được biết là bác Trọng có bài viết rất là hay về trách nhiệm của Quốc hội. Thì hôm nay con mời chú Đỗ Hoàng Long đọc bài viết này để gửi đến cộng đồng mạng. Và sau đó thì con mời các chú cùng phân tích nha các chú. Rồi, ok. Dạ. Là không hài lòng với lại cái thể chế chính sách hiện thời và có nhiều cái bất công, có nhiều những cái bức xúc và bế tắc. Chính quyền càng xa dân thì dân phải tìm cách để mà luồn lách mà sống thôi. Chúng ta cũng vậy. Thế bây giờ nói về cái việc cụ thể là chúng ta đang bức xúc với chuyện Nguyễn Hòa Bình, một cái tội phạm tội đồ dân tộc như vậy đấy. Mà lại được là leo cao, lại được leo cao và chui sâu. Chui sâu thì chui lâu rồi. Vừa leo cao và cái sự leo cao này nó lại khác với cái trường hợp leo cao của Đinh La Thăng. Đinh La Thăng là cái chiến thuật của đồng chí Tổng Bí Thư đưa lên để rồi mà hạ xuống cho nó dễ. Thế còn cái công cuộc chống tham nhũng bây giờ lại thêm cái đuôi tiêu cực vào nữa đấy. Tôi nghĩ rằng là vẫn là bế tắc rồi, chưa có lối thoát. Chưa bao giờ mà cái xã hội chúng ta đây là có quá nhiều mâu thuẫn này. Có nhiều mâu thuẫn này dẫn đến xung đột. Một cái xu hướng nữa là rất là nguy hại đấy. Đó là cái an ninh chính trị, rồi an ninh quốc phòng, rồi an ninh xã hội. Tất cả đều nháo nhào hết. Rất nhiều vấn đề đặt ra và cũng chưa có một cái hướng giải quyết nào cho nó tốt. Tôi bây giờ nói thẳng vào cái vụ án bưu cục của Hòa và cái quyết định 05 của Nguyễn Hòa Bình đấy. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chốt mấy điểm thôi. Thế vì sao đấy? Là đến 2020 thì Nguyễn Hòa Bình mới quyết định mà cái phiên giám đốc phẩm. Theo tôi nghĩ là đây là những cái kiến nghị trước kia đấy, hay là những cái ý kiến chỉ đạo đấy của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, rồi sau này là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và đề xuất hay là chỉ đạo cho cái viện trưởng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đấy, và đưa ra cái kháng nghị về vụ án bưu cục của Hòa. Với cái chủ trương rất rõ ràng đấy, đó là phải xem xét lại hai cái phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, và cái minh đấy án oan của cái tử tù Hồ Duy Hải, oan hay không oan. Thì tôi nghĩ là đấy là một cái áp lực rất lớn đối với lại Nguyễn Hòa Bình. Thì Nguyễn Hòa Bình buộc phải là dùng cái thế triệt buộc con domino đấy để mà tự cứu mình, rồi cứu cái
hệ thống tư pháp Việt Nam, toàn bộ hệ thống tư pháp Việt Nam từ Trung ương đến Long An, và vi phạm nặng nhất là cái bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Những cái tiêu cực trong cái hoạt động tư pháp ấy, Việt Nam ấy, thì đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã nêu rất rõ rồi. Và cái niềm tin nó xuống thấp đến mức chưa từng có, chưa từng thấy. Và có thể nói rằng là ông nêu ra hai vấn đề. Ông lên án cái loại án mà bỏ túi nào, phê phán cái án chỉ đạo, thế rồi là những cái tiêu cực trong chạy án, tiêu cực trong án oan sai. Bởi vì cái bộ luật tố tụng hình sự của mình đấy, là tuy đã sửa đổi nhiều lần rồi nhưng mà thực ra nó chưa hoàn chỉnh. Còn những cái hạn chế trong cái ấn định tăng mức thi hành án đối với lại phạm nhân, đối với từng tội danh, ví dụ từ 2 đến 7 năm hay là từ 3 năm đến 8 năm hay từ 12 năm đến 10, từ 7 năm đến 12 năm, rồi từ 10 năm đến là 15 năm cho các án dân sự là án hình sự, nó rất là nhiều cái hở. Mà nó xuất hiện cái việc là chạy án thôi. Có cầu thì sẽ có cung. Không quan tòa nào, không có một tiền sát viên nào đấy, hoặc là điều tra viên nào đấy, mà thoát khỏi cái cám dỗ của cái sức mạnh đồng tiền. Nó không phải là vài trăm triệu nữa mà là hàng tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ để mà giảm mức án hoặc là. Cho nên chúng ta thấy là cái bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự của mình ấy, nó còn nhiều cái hở, tạo điều kiện cho các cái tổ chức tư pháp ấy là vi phạm. Thế chúng ta cứ hỏi là vì sao Nguyễn Hòa Bình mà lại có cái khối tài sản khổng lồ như vậy? Và mọi thứ được xác minh hết rồi, thế nhưng mà không rõ được nguồn gốc cái khối tài sản đó. Thế và trong cái chống tiêu cực của ta đấy, là thi hành hành án rồi đấy, xong rồi vẫn không thu hồi được, không tịch thu được tài sản. Tôi nghĩ là luật ở Việt Nam bây giờ này, muốn chống tiêu cực tích cực đấy, là phải giống như Hàn Quốc ấy. Nếu một quan chức mà ăn cắp một đồng bạc, tôi sẽ xử hắn. Thế là cái ông Park Chung Hee ông nói như vậy. Việt Nam cũng thử áp dụng xem. Nếu đó anh bị phạt tù đấy, thì tuyên bố là tịch thu giả sản, chắc chắn là không còn ai dám tham nhũng cả. Đúng rồi. Rồi chạy án, rồi chạy lung tung hết, chạy chức, chạy quyền. Và tất nhiên là trong cái bầu cử quốc hội, bầu cử bộ chính trị, rồi bầu cử trong cái phân công phân nhiệm vừa rồi đấy. Hôm nay mạnh quá, đang bị phá sóng đấy. Tất nhiên là đang bị đá ra, là cũng không tránh khỏi những cái cuộc chạy ngay dập theo cái mảng báo này, đâm ra bị và cũng là bán chức bán quyền, mua chức mua quyền, nó làm cho cái bộ máy là nước của mình là ngày càng là thối rữa, cồng kềnh, kém hiệu quả và lợi ích nhóm đấu đa lẫn nhau, vẫn luôn mở với cái nền tư pháp này thì không thể nào thoát được cái tình trạng.
tôi nghĩ rằng là rất đáng bế tắc. Cái vụ án bưu cục Cầu Voi này đã qua ba cấp tòa rồi đấy, mọi sự đã là phơi bày ra hết, những tội đồ của nền tư pháp, tội đồ của dân tộc, của những kẻ thù ngoại xâm nội phạm, xã hội đen đã phơi bày dần hết rồi. Từ Hồ Duy Hải là trắng án hoàn toàn, vậy mà không ai dám lên tiếng. Chưa có một vị nào trong tứ trụ làm bông mà ra mùi điểm. Truyền thông thì 800 tờ báo là mười lăm điểm. Ban tuyên giáo trung ương của anh Khẩm thì ông mới là ông nào làm đấy, chỉ đạo thế nào là cái chuyện là các tờ báo nó đăng tin, nó manh gan, nó mổ xẻ những cái vấn đề nhức nhối của xã hội, bán phải có cái đường hướng giải quyết. Đằng này đã im bặt hết. Nhưng hôm qua hôm kia giờ đó tôi có đọc cái bài im lặng là tội ác đấy. Đúng là im lặng này là im lặng trong cái sợ hãi, trong cái bế tắc, và luôn cả vô trách nhiệm, vô lương tri, vô lương tâm, và nhắm mắt làm ngơ nhìn cái ác lên ngồi. Chưa bao giờ là cái cuộc đấu tranh với ta kia đấy, tôi đã nhận định thế này, tôi là cái tội ác lớn nhất của một triều đại không phải là giết nho đốt sách hay là làm cho đất nước suy kiệt, mà nguy hại nhất, đau đớn nhất, nhục nhã nhất, đó là làm cho cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỷ và mềm muội. Chúng ta thấy đúng không? Tôi nhắc lại, tức là một triều đại, tội ác lớn nhất của một triều đại không phải là giết nhỏ đốt sách hay làm cho đất nước suy sụp, mà là nó làm cho dân tộc, cả một dân tộc trở nên hèn yếu, ích kỷ và mê muội. Mà thật là từ sau giám đốc Thẩm đến nay thì chỉ có một vài trang mạng, vài kênh YouTube, vài cái trang Facebook, rồi báo điện tử là báo mạng lên tiếng. Rồi cái lực lượng lên tiếng này đấy thì chỉ có cựu chiến binh, trí thức, lát đác văn nghệ sĩ, chưa thấy là một vị nào đấy trong giới công quyền đấy lên tiếng. Nhưng mà thì mở ra dưới đoạn biên thì cũng AK-47 đấy, thì cũng tuyệt vời luôn. Bây giờ này thì xuất hiện thêm những cái thằng bồi bút hoặc là luật sư Hai Mang đấy, hay luật sư Hải Ngoại đấy, hay luật sửa mua được thuê viết, thuê nói trong cái vụ án đồ của Cầu Voi. Tôi nghĩ rằng là
thì cái đám lo nhau đó thì chẳng có gì là đáng quan tâm cả. Cái quan trọng là cái truyền thông chính thống đấy, báo đài của nhà nước, báo của đảng, báo của pháp luật là phải mạnh dạn, phải công khai đưa ra những quan điểm của mình để mà giải quyết những cái khúc mắc, giải quyết những cái bế tắc. Tôi thấy là chưa có một cái ánh sáng nào rõ ràng. Thế còn cái kênh của mình đấy, là chủ yếu là các bạn là cứ nghĩ là đánh ông Bình cho tơi thả đi, thằng Hải sẽ được tự do. Không đơn giản như vậy đâu. Việc thả ra nó nằm trong tay ông Chí, nó là trách nhiệm ông Chí Phúc. Tôi không nói về lương tâm mà tôi nói về trách nhiệm, là các ông phải là thực thi ngay, hành động ngay, không là cứ im lặng như vậy để chờ đợi muốn là sao được. Thế cuối cùng thì tôi cũng xin có vài nhận định. Tôi mới phát ra từ khoảng hơn một năm nay đấy, về vụ bữa cột cầu voi này, trước cái sự ngâm tôm nó kéo dài thì nó bế tắc như vậy, thì tôi nghĩ rằng là dường như đã có một cái kế hoạch hay là một cái hợp đồng thương đình về câu giờ kéo dài vụ án, kéo dài thời gian, và không muốn cho vụ án kết thúc, hay là không thể kết thúc được. Bởi vì tôi không rõ là cái luật là 15 năm bãi nai cho tất cả các vụ án để hết thời hiệu pháp lý. Tôi nghĩ là hình như là cũng khả năng cái vụ cục cầu voi này cũng nằm trong cái động thái chung đó. 15 năm thì các quan chức hạ cánh an toàn rồi. Hồ Duy Hải thì vẫn sống dở chết dở đấy, nhưng mà vẫn là thở được. Bây giờ thả ra sáng án, rồi các quan chức thì là hàng vài ngàn tỷ thì cũng dung sống dưỡng già, hoa cả làng. Tôi thấy là cái xu thế này nó đang hình thành. Còn riêng về cái vụ của cầu voi này thì cái hoạt động của các hoạt động tư pháp của luật sư, của nhà báo, rồi của các cái ngành tư pháp, từ điều tra, từ khởi tố kiểm sát, rồi từ phán quyết của quan tòa, thì nó đều theo xu thế là chạy án, làm sao để sắp xếp mai mốt nó bắt người nữa, sắp xếp cho nó tiền nó vô túi thật nhiều các quan tham, thế thôi. Mà tôi nghĩ là một cái xã hội mà sống vì đồng tiền như vậy thì nhục nhã quá. Độc ác hơn là khi mà nhân quần thế thái đấy, tầng lớp xã hội thì rất nhiều những người, rất nhiều tầng lớp đấy là sống trong nghèo khổ. Thế tôi nghĩ rằng là đây là vấn đề lớn. Còn nguy cơ dân tộc của chúng ta hiện nay đấy chính là sự uy hiếp của Trung Quốc ở Biển Đông. Còn trong nước đấy,
thì nói phải xã hội đang trung quyền quan liêu phe nhóm đấu đá lẫn nhau, rồi ba miền đất nước thì không khí xã hội là phân biệt vùng miền, đố kỵ nhau, đả phá nhau. Tôi thấy là đất nước chúng ta đây là rất là khó thoát khỏi cái ảnh hưởng của Trung Hoa. Chỉ còn trông chờ vào cái phương Tây, một cái xu thế là chống khủng bố, chống bành trướng. Rồi các cái khu vực kinh tế đấy, nó sẽ hợp tác với nhau một cách hòa bình hiệu quả. Việt Nam chúng ta để trông chờ cái đó thôi. Thế mà tự vùng lên để mà tự thay đổi thì rất khó. Thế thì tôi chỉ có vài ý kiến như vậy thôi. Nó cũng là phát qua thôi, chứ còn nếu đi cụ thể vào thì còn nhiều vấn đề phải nói. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, con mời chú Việt Hùng. Qua ý kiến của các anh em con muốn tọa đạo tọa đàm và ý kiến nào tôi cũng là nhất trí hết, thì bây giờ là để là cuối buổi tọa đàm thì tôi có biết là tóm tắt là cái vụ án vụ cục cầu voi, nhưng mà cái vụ án cầu voi là nó quá là dài đi, thì là tôi tóm tắt thì là gọn thôi, là chắc nó cũng phải là thiếu sót nhiều, thì mong coi là anh em với cộng đồng là thông cảm. Yeah. Tôi xin đọc. Vụ án cầu voi xử bao lâu? Sao nó chấn động cả địa cầu? Đơn giản chỉ giết hai cô gái, nhưng suy cho cùng rất thâm sâu. Tất cả ba cơ quan công quyền hợp tác với bọn xã hội đen, giết người diệt khẩu nhằm che đậy những vụ làm ăn quá thấp hèn. Có thể vụ này buôn hàng gian được sự bảo kê của công an, ăn chia từ dưới lên tới bộ, liên quan rất nhiều kẻ quan tham. Có khi lầu một chỗ chứa hàng cất giấu bí mật chuyện lành gian, máy móc cờ bạc không gian mạng, danh sách tình báo của Hoa Nam. Vô tình Hồng Vân phát hiện ra, cho nên tính chuyển công tác ra. Hai cô đã bị họ theo dõi vì bu cũng có camera. Họ cho Thu Hiếu đến cầm chân để Hồng ở lại với Thu Vân. Tối đến cho người đến khống chế, tra tấn cô Hồng, giết cô Vân. Tra tấn để biết Hồng, bắt Hồng phải khai. Đã nói chuyện này cho những ai? Khai thác xong rồi, họ giết chết. Xong rồi họ cắt cổ cả hai. Đến sáng Phùng Hiếu leo rào, xem xét hiện trường nó ra sao, rồi được báo án công an đến, phong tỏa hiện trường, không cho vào. Hiện trường có mặt Đinh Phú Hùng, có điều tra viên Lê Thành Trung, ái dân kiểm sát viên của tỉnh, kỹ thuật hình sự làm việc cùng. Kỹ thuật hình sự rất công tâm, lấy dấu vân tay để truy tìm, chụp hình bản ảnh đem lưu lại, mổ xẻ tử thi tìm nguyên nhân. Dựa theo bản ảnh camera, mời các nghi can để điều tra, để lấy lời khai các nghi án. Xong rồi tất cả được thả ra. Đêm 15 một cuộc bắt tại nhà, bác Nguyễn Văn Nghị về điều tra. Nhưng do cấp trên điện chỉ đạo, phải thả ra ngay trở về nhà. Tất cả bút lục cất giấu ngay, đi tìm người khác để bò thay, cho tên Văn Nghị cháu bà lớn giải quyết cho xong vụ án này. Rồi cho đến 6-7 ngày sau, mời Hồ Duy Hải về cho mau để lấy lời khai rồi giải tội. Sau đó ép cung đánh phủ đầu, cho người lục xét nhà bà Loan, lấy vàng cháu Thủy ép tội oan.
lấy quần áo hải làm vật chứng, rồi y ra sau xúc cho tàn. Họ đã cài người dụ bà Loan, đó là con mụ tên Ngọc Lan, dụ bà đưa tiền cho bị hại, thuê Võ Thành Quyết làm hai mang. Dùng bản cáo trạng, Trần Thị Nhanh chỉ viết những lời nói lanh quanh, sử dụng nội tâm mà nhận được giác quan thứ sáu thật là tâm. Rồi họ mở ra một phiên tòa, dựa theo những bút lục điêu ngoa, kết tội oan cho Hồ Duy Hải, tử hình y án quyết không tha. Rồi tới nhị bình quá dã man, không cho kháng nghị của bị can, mở phiên phúc thẩm mà xử tiếp, vẫn sự tự hình kết án oan. Việt Nam cùng hợp tác quân thù, không đem dựa cột để bắn liền, chỉ cho ngồi ghế tiêm thuốc độc, cho nên Hải Hồ mới được yên. Mẹ Loan đã tìm được đến ông luật sư Trần Tạo có tấm lòng, điện báo khẩn cầu chủ tịch nước đình chỉ thi hành án cho xong, chỉ đạo điều tra án có oan, nhưng do che giấu của công an, phớt lờ không cho điều tra lại, rồi báo cáo về Hải không oan. Đến phiên giám đốc đã diễn ra, bị can vắng mặt tại phiên tòa, luật sư tranh tụng thì không có, y án tự hình dân kêu la. Điều tra tuy rằng đã có sai, bản chất không thay thật khôi hài, án này mai sau thành tiền lệ, cộng đồng thế giới cũng chê bai. Bởi thế, dân không biết tại sao ông Bình làm vậy lại lên cao, vô bộ chính trị làm đại biểu, ngồi ghế chánh án làm tào lao. Sau phiên giám đốc thẩm đến nay, cộng đồng cả nước đã ra tay, lên tiếng viết đơn đòi công lý, chỉ ra sai trái của một bầy, đề nghị bãi nhiệm các chức danh của Nguyễn Hòa Bình cứu dân lành, nếu để ông ta còn tại vị, làm mất lòng dân, tạo chiến tranh. Hủy ngay quyết định số 05 do phiên giám đốc đã sai lầm, vi phạm nhiều điều trong bộ luật tố tụng năm 2015. Phải trả tự do cho Hải ngay, vụ án đến nay đã phế bày, Hải Hồ vô tội không dính líu, đã bị tù oan bấy lâu nay. Truy tố toàn bộ kẻ liên quan, từ Trung ương xuống tới Long An, cố tình làm sai lệch vụ án, kết tội nặng nhẹ tùy mức tham. Họ này hợp tác cùng Hoa Nam, chấp nhận đi theo làm Hán Giang, gây mất lòng tin dân với đảng, phá nền tư pháp của Việt Nam, chà đạp luật pháp do Nhị Bình cùng Bộ Công an để dân khinh, tập trung đưa hết vô lò đốt để Việt Nam ta được thanh bình. Toàn dân ủng hộ bác Trần ơi, cùng ông Minh Trí đấng tơi bời, bọn giặc nội xâm đang phá hoại, phải tiêu diệt hết để xây đời. Hết rồi các anh chị. Dạ, con cảm ơn bài thơ của chú ạ. Bài thơ của chú tuy là cũng không có quá dài, nhưng mà rất là đầy đủ từng chi tiết, từng nội dung của vụ án. Và qua bài thơ này thì nhiều người có thể hiểu rõ hơn về vụ án và hiểu rõ hơn anh Hồ Duy Hải đã bị oan sai như thế nào và đã lột trần được những kẻ man rợn đã o ép anh Hồ Duy Hải vào án tử bằng những thủ đoạn nào. Con cảm ơn bài thơ của chú ạ. Cũng cảm ơn tất cả cộng đồng mạng và cảm ơn tất cả 98 triệu nhân dân đồng bào cả nước đã xem cái buổi tọa đàm của anh em chúng tôi hôm nay. Thế thì cũng là để em kết thúc cái buổi sinh hoạt tọa đàm, thì tôi cũng có một cái điều nhắn gửi thế chỗ anh Vương Đình Huệ, anh Lê Minh Chí và chị Lê Thị Nga. Đây là cái trách nhiệm gắn bó
giữa nhân dân và quốc hội, giữa cử tri và quốc hội. Tôi đề nghị anh sớm ra cái quyết định hủy bỏ cái bản án 05 và ta đi đến cái phần kết thúc của Hồ Duy Hải. Đó là một cái điều nguyện vọng của nhân dân cả nước và nguyện vọng của cộng đồng người nước ngoài, và cũng để mà đáp ứng được cái ba cái kiến nghị của cái Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Quốc, nhân quyền, tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc đấy, bắt buộc các anh phải trả lời. Thì đương nhiên là nếu các anh ra được cái như thế thì đương nhiên là các anh đã trả lời được cái kiến nghị của cái Hội đồng Liên Hợp Quốc, kháng thư của Hội nhân quyền Liên Hợp Quốc đấy, và trả lời được nhân quyền quốc tế. Không phải là để các anh cứ ngồi ý đồng ý như thế này là nhân dân mà phải cảm thấy rằng là càng ngày chắc chắn là sẽ càng mở rộng ra để các anh thấy rõ được cái vấn đề, mà các anh phải thực hiện rõ được là cái liên kết giữa nhân dân, cử tri và quốc hội nó ở đâu. Đấy, anh phải xác định rõ. Còn nếu các anh cứ ngồi im thì là đương nhiên là các anh có một cái tư tưởng phản kháng lại đảng, chống đối lại. Thế mình cũng vậy. Qua hôm nay là tôi có ý kiến để mà đề nghị với bên chỗ quốc hội, là chỗ anh Vương Đình Huệ và chỗ anh Lê Minh Trí là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, và chỗ chị Lê Thị Nga là ủy viên thường vụ quốc hội và cũng là bên tư pháp quốc hội, để có một cái động lực thúc đẩy làm sao cho cái vụ án này càng sớm càng tốt, để xóa đi một cái nền tư pháp hư hại của đất nước Việt Nam. Thì tôi xin có ý kiến hết. Tôi ta đọc lại nhé. Khi mọi thú vui cuộc đời trôi qua thì kẻ hèn nhát lặng lẽ tìm đến cái chết. Dạ. Còn những người can đảm thì vẫn tiếp tục sống, can trường. Chúng ta là can trường, vẫn tiếp tục sống, vẫn vui vẻ, vẫn ăn nổi được, phải không? Xin cảm ơn các chú cựu chiến binh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các chú cựu chiến binh cùng quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, nhiều bình an và thân tâm thường an lạc.